Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho cả nhà mình biết những cái cách để mà khi mình ăn dưa hấu và mình giữ luôn lại cái phần vỏ dưa hấu nha. Hầu hết đa số thì 100% thì Cảnh thấy những cô chú bác anh chị mình á, khi ăn dưa hấu rồi mình sẽ vứt bỏ đi cái phần vỏ dưa hấu. Nhưng hôm nay Cảnh sẽ tận dụng lại, Cảnh sẽ làm luôn cái món ăn từ dưa hấu luôn. Thì hầu hết dưa hấu này có rất là nhiều cách để mình chế biến món ăn lắm nha. Thì mà cái phần vỏ này nè, có thể thì mình gọt ra và mình làm mứt dưa hấu nè. À, còn không mình đem đi nấu hầm xương, hầm thịt rồi đó. À, cũng rất là ngon nha. Chứ mình không phải mà đem đi vứt bỏ nha cả nhà. Mình lấy lại mình ăn rất là ngon. Ăn nó không khác gì ăn một cái quả dưa hấu non đó cả nhà. Thì hầu như thì cả nhà mình biết á, những cái quả dưa hấu non á, khi ở ngoài vườn người ta làm và người ta chiết những cái trái non ra thì người ta bỏ, thì mình lấy về mình xào hoặc mình nấu canh hay mình hầm gì đó ăn rất là ngon. Còn riêng cái phần vỏ dưa hấu này nè, vỏ già nè, ăn ngon cũng không khác như một trái dưa hấu non luôn nha. Thì bây giờ Cảnh sẽ gọt ra và Cảnh sẽ lấy ly cái phần ở trong, còn cái phần vỏ Cảnh sẽ chế biến một món ăn nữa nha, cực kỳ ngon luôn. Rồi sau khi á, cái phần dưa hấu Cảnh đã lấy ra rồi thì bây giờ Cảnh sẽ sử dụng lại cái phần vỏ này nha. Thì phần vỏ này cả nhà mình sẽ gọt bỏ đi cái phần lớp già này nha. Thì mình có cái dao hai lưỡi á, thì mình gọt dao và lấy dao hai lưỡi mình gọt nha. Còn không có mình sử dụng bằng một cái dao thái như vậy, mình sẽ loại bỏ cái phần vỏ này đi nha. Thì cái phần vỏ thì mình sẽ gọt loại bỏ cái phần vỏ xanh ra như vậy nha. Đó. Như vậy là ok. Cái phần vỏ dưa này mình sẽ gọt ra xong thì mình sẽ xắt ra nha. Xắt xéo xéo ra. Cái này thì tùy ý thích mọi người nha, mình xắt dài hay ngắn thì tùy ý thích mình nha. Rồi tiếp theo mình cho đây một muỗng muối nha. Mình sẽ chế dùng phần nước để mình rửa cho sạch nha. Và mình ngâm trong đây khoảng chừng 5 phút sau nha. Vậy cho nó tan hết ba phần muối ra, cho nó phần muối lỏng cả nhà. Thì mình sẽ rửa qua sạch phần muối và mình ngâm đây. Rồi tiếp theo cả nhà mình chuẩn bị cho Cảnh một miếng thịt ba rọi nha. Đó, thì mình sẽ cắt ra thành miếng nhỏ và mình xào chung với phần dưa hấu nha. Cực kỳ ngon luôn nha cả nhà. Thì cái phần thịt này Cảnh sẽ rửa qua bằng nước muối nha. Cảnh cho vô đây, vô trong một cái tô lớn và mình cho vô đây một ít muối nha. Rồi mình cho vô đây một ít nước để mình rửa phần thịt. Rồi sau khi phần thịt mình rửa bằng nước muối, mình sẽ rửa lại phần nước sạch nha. Rồi bây giờ Cảnh sẽ rửa lên ra một lần nữa. Rồi cái phần thịt này thì cả nhà mình xắt theo vừa cái miếng ăn của mình nha. Phần thịt sau khi mình cắt xong thì mình cũng cho vô lại cái tô nha. Rồi tiếp theo chuẩn bị cho Cảnh một ít gừng. Gừng này mình xắt miếng nhỏ nhỏ ra để chút mình giã ra cả nhà, mình giã ra mình lấy nước ra nha. Để mình ướp vô phần thịt đó, để mình loại bỏ những cái phần hôi của thịt. Và khi á mình cho gừng, một ít gừng, một hành vô, mình sẽ làm thịt nó mềm đi, nó rất là dễ mềm. Thì lúc trước Cảnh cũng có chia sẻ cho cả nhà mình rất là nhiều, thì mình áp dụng theo cách đó để mình làm nha. Thì hành này cũng vậy, bây giờ Cảnh cũng sử dụng một ít luôn và Cảnh sắp ra khúc để chút nữa Cảnh sẽ giã nhuyễn ra nha. Cái phần gừng với hành thì mình cho vô một cái cối mình giã nhuyễn ra. Rồi sau khi á, phần hành với gừng mình đâm như vậy là được nha cả nhà. Mình sẽ cho vô đây một ít nước.
phần này thì mình sẽ bóp lên nha cả nhà, mình bóp cho nó ra thấm tan ba cái phần nước ra ở ngoài này nha. Sau khi đó mình sẽ cho ra một cái tô, mình lấy một cái gây để mình chắc lấy cái phần nước lại nha. Thì bây giờ mình lấy một cái gây, mình sẽ lột cho thẳng vào cái tô thịt của mình nha. Mình cho ra một ít cà non, một ít nước tương. Rồi bây giờ chúng sẽ bóp đều lên, mình trộn đều lên cho để mình để qua tầm khoảng 10 phút nha cả nhà, cho nó thấm vô cái trong cái miếng thịt của mình là mình sẽ đem đi chế biến lên nha. Rồi tiếp theo sẽ chuẩn bị cho cảnh và tiếp tục tỏi nha. Tỏi này thì mình sắp ra thành lát lát nha. Tiếp theo chuẩn bị cho cảnh một ít hành lá nha. Hành lá này thì mình cắt cái khúc ra nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một cái tô và để mình pha cái nước sốt nha cả nhà. Thì pha nước sốt trước khi ấy, mình xào vừa chín mình sẽ cho phần nước sốt lên cho nó vừa ăn nha. Thì bây giờ cảnh vô đây nửa muỗng đường. Thì cái phần nước sốt này thì cả nhà mình nêm theo cái khẩu vị của mình nha. Rồi mình cho 1/2 muỗng tiêu, mình để có cái vị thơm thôi nha cả nhà. Rồi tiếp theo mình cho vô đây 1 muỗng dầu hào, 2 muỗng nước tương, 1/2 muỗng tinh bột. Rồi tiếp theo thì mình cho dây 2 muỗng nước nha. Rồi mình thấy đều lên. Rồi phần này mình sẽ cho qua một bên nha. Rồi bây giờ cảnh sẽ quay lại cái phần dưa hấu nãy giờ cảnh ngâm đây nha. Bây giờ cảnh sẽ vớt ra và cảnh rửa sạch lại nha. Tiếp theo thì mình sẽ bắt một cái chảo và mình cho một ít dầu vô nha. Sau khi dầu nó đã nóng thì mình sẽ cho ba cái phần tỏi vô lúc nãy cảnh sắc. Cái phần tỏi nó bị cái mùi thơm lên rồi thì mình sẽ cho cái phần thịt hành vô nha. Rồi sau khi cái phần thịt của mình đã chín hết 70% thì mình sẽ cho ba cái phần dưa gỏi dưa hấu mình vô nha. Rồi tiếp theo cái phần nước sốt hồi nãy mình đã có pha sẵn rồi, bây giờ mình chế lên nha cả nhà. Rồi bây giờ chín rồi, bây giờ cảnh sẽ gấp ra dĩa nha. Trước khi mình gấp ra dĩa thì cả nhà mình cho vô đây một ít hành nha. Đó. Rồi mình hãy tắt lửa, hành này mình vừa để vô là mình tắt là được nha cả nhà. Đây phần giỏ dưa hấu cảnh đã xào thịt cực kỳ thơm ngon luôn cả nhà, ăn rất là ngọt luôn nha. Và nó có mình chiên nghe mình xào như vậy nè, mình vừa xào chín tới nó còn có độ giòn, ăn sực sực được và cái vị nó rất là ngọt nha, nên nó hầu hết ấy thì cảnh thấy các chị nội trợ mình á khi ăn mua dưa hấu về ăn á hầu hết mình ăn xong cái phần gột ở trong là cái phần vỏ ngoài mình giờ vứt bỏ đi nên nó rất là lãng phí. Mình tận dụng lại và mình sẽ xào lên mình nấu canh hay mình hầm xương gì vậy, nó rất là ngọt và nó ngon lắm nha. Đây cả nhà mình ta xem đó, mình vừa xào chín cho tới như vậy thôi. Thì cô chú bác anh chị mình có xem kênh Cảnh á, có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh thì cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của Cảnh nha. Thôi Cảnh chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha, hẹn gặp lại clip sau nha.